luôn á. Nhưng mà hồi bữa cái luồng mà tao tập á là cái sân ở dưới nó đang làm, là tao tập sân này luôn nè. Rồi bây giờ sân ở dưới, bữa nhỏ bạn tao, bữa tao tập xong tao kêu nhỏ bạn tao đi tập á, cái luồng tao cũng kêu mày quá mà mày không có đi tập thì nó đi tập, xong rồi nó tập sân dưới. Nhưng mà bữa nó không có đăng ký thầy này, nó đăng ký ai người quen gần nhà nó đó không biết, nhưng mà cũng tập ở đây luôn. Ơi được không hả? Xe tải mà. Ừ. Mấy tấn không? Hình như là 5 tấn trở xuống hay 10 tấn gì tao không nhớ. Xe 2 để được 10 tấn luôn hả? Không nhớ mấy tấn nhưng mà xe tải được. Rồi đi xuống xem cái sân tập. Gì? Cái này coi miếng mệt quá. Ok nó dê nè, đi qua đây nè. Này kêu bằng ghép ngang. Ghép ngang. Ý là đậu á. Đậu mà nó ở đây nó kêu bằng ghép á. Ghép dọc, ghép ngang, này là đậu ngang nè. Đậu ngang theo cái đường á. Ví dụ đường gì đúng rồi, khi mày đậu á. Đậu ngang theo đường, còn dọc là mày đậu gì nè. Ví dụ cái đường hẳn gì đó mày đậu như vậy. Còn ngang là đậu dọc theo cái đường á. Đó ông thầy nè, ông thầy nhà mặt nè. Mày đi nhớ mày rồi nè. Đó. Nó là mày bên thầy thơ đó, đó tao học mày đó luôn á. Mày đó không, mấy chị kêu bằng thầy đô Doraemon. Nhưng mà ông thầy đó thầy nào? Hả? Thầy đó là đâu? Chỉ là thầy thơ nó đâu có không, ông chỉ quản, ý dạy dạy ông quản lý. Chỉ chứ ông đâu có dạy từ tiết đâu, ông mày dạy. Cái gì này chắc chỉ là... Thì sao? Thì đúng rồi, đúng rồi. Ý là mấy ông này thầy. Còn ông thầy kia chỉ đi coi thôi. Tóc này ngán chịu. Đó sân dưới sân tập á mày. Đó sân dưới đây nè. Sân tập á. Xe thầy thơ không nè. Ừ. Nó nắng. Cái này là sân tập. Hồi bữa tao lấy bằng là cái xe này mà cái chỗ này là nó mới bắt đầu hoạt động nè. Nãy tao gặp ông thầy mập nãy á, ông thầy Doraemon nãy đó. Xuống đây không? Tôi xuống đây tôi lấy bằng lái nè. Ông giữ ông phán. Thôi ngồi đi. Dạ thầy thơ. Thầy thơ là thầy Thanh đang kêu ngồi chờ đúng không?
Dạ không, em xuống coi à. Xuống coi, mới đăng ký thôi. Mà chị tập thể thơ luôn hả? Chị tập được mấy bao lâu rồi? 1-2 buổi rồi hả? 4-5 buổi. À 4-5 buổi. Mà giờ chạy được nhiêu rồi? Nói chung là cũng tạm tạm thôi mà còn dở rất dở. Rồi bây giờ tập luôn đúng không? Dạ không, ý là chỉ coi thôi. Tập luôn được mà. Nhưng chưa, ý là mới đăng ký rồi người ta nói là khoảng 45. Chắc người ta sắp xếp ngày á. Ủa sao mỗi lần là tập luôn mà ta? Mỗi lần chị đăng ký xong cái mấy ngày sau á, chị đi học lý thuyết. Học lý thuyết xong rồi bây giờ là vô cái muốn vô ngày nào vô học lái luôn mà. Thì chắc quy định là định nó 45 ngày chắc chạy bữa kêu à. Chứ hôm nay em thấy như cũng ít người mà đúng không? Thấy ít người. Chị chạy đăng ký gì? B1. B1 hả? B1 cái gì? B2. Ừ. Chị dở chị học B1. Ừ. Chị kia nói B1 dễ hơn. Thì dễ hơn, tự động. B1 dễ hơn. Chị nói mình muốn lên B2 sao mình học lại. Mình đổi lại được, B1 vẫn được. Muốn thì mình muốn đổi cái nào bây giờ mình trước mắt ví dụ như mình học B1, sau này muốn tháng sau mình muốn đổi B2 cũng vẫn được. Đổi bằng lái là khỏi thi luôn rồi. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là mình chuyển mình thi cái B2 á. À. Thì nó cũng phải thi lại. Nhưng mà ý là B2 thì mình sẽ tập đờ, mình sẽ lại được xe kia luôn. Tại B1 thì nó cơ bản quá. Nhưng mà chị nhà có xe tự động mà đúng không? Ừ. Tự động thì đó được rồi. Còn người ta như là người ta muốn kinh doanh hay là chạy mấy xe ấy hơn thì nó học B2 luôn cũng đỡ. Đang có học B2 nhiều. Đúng rồi, B2 thấy thông dụng hơn. Kì thầy đó luôn. Đó, cái xe đó là xe tự động á mày. Xe số tự động á. Mày thấy xe ổng cũng xe ngon không mày. Cái xe đó mới tin mà đúng rồi. Mới rồi đi nó êm nha. Hả? Nghe em cái xe mà chị. Rồi. Bên kia chạy bên này còn nghe tiếng mà nó có xe. Mà biết sao không? Có một năm đó. Tính ra vậy là một triệu mấy á. Nuôi kiểu đó mà không có tiền là tiêu luôn á. Thì đó. Nói chung bây giờ ông lo được để ông lo đi. Bây giờ ông nói ông càng ngày. Thì đó, thì hiện giờ nói chung thì có tiền thì lo được thì lo chứ. Lo chỗ ngon thì càng tốt, nhưng mà ý là biết sao không? Vậy giờ nó còn nhỏ. Ừ. Nó quá đến mai mốt mà ổng họ về nước cái mai mốt nó ở đây là nó được cái người. Mày có bị cự không vậy?